Không chỉ tại Italia, Trung Quốc cũng đang phải đối phó với những đợt thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè. Một đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở phía đông Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải đã phải ban hành cảnh báo đỏ khi nhiệt độ đạt đến 39,3 độ C, cao nhất kể từ đầu mùa hè. Trong khi đó, thì nhiệt độ ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng đạt mức kỷ lục 40,4 độ C, cao nhất trong vòng 62 năm qua. 52 thành phố và quận huyện trong tỉnh An Huy cũng phải ban hành cảnh báo màu da cam trong ngày hôm qua. Dự báo đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Trong khi đó, vào ngày hôm qua thì tổng cộng 34 chuyến tàu đã bị hoãn hoặc hủy bỏ tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây sau khi một trận lở đất xảy ra do mưa lớn làm hư hỏng một trong những chuyến đường sắt chính đi qua khu vực Tây Bắc nước này.